gì không? Hôm nay có một thử thách, đó chính là phân biệt giọng Huế. Và nếu như mà chị thắng thì chị sẽ được bên này về cái kệ đa năng 4 tầng. Đấm chết đi, vì nhỡ đâu không được. Đây có bởi vì Inochi sắm đồ, mua nhiều đồ lắm mà tốn kỹ tiền đi. Gì cơ? Ngày qua mới ghé Inochi sắm đồ, tốn ít tiền nhỉ? Không hay vừa đi mua sắm ở Inochi. Cái gì đấy mua sắm tốn ít tiền lắm à? Hộp lưu trữ đa năng Sanosai. Hộp lưu trữ đa năng Sanosai. Ok. Hộp lưu trữ đa năng Sanosai. Ok, chính xác. Hộp lưu trữ đa năng Sanosai. Ok, chính xác. Đang Inochi nhiều đồ xịn nữa nhưng cả chị cũng thích mua khỏi lừa quá. Ra Inochi nhiều đồ xịn thích ghê, khó lựa quá. Ra Inochi nhiều đồ xịn lắm à? Nhìn cái gì cũng thích mua. Chị mua tủ dây đa năng Soji ở mua rửa. Chịu thôi. Anh mua túi đa năng Soji ở đâu đấy? Ok, hộp đựng thực phẩm Chitani chữ nhật Hokkaido 1000ml. Hộp đựng thực phẩm Chitani chữ nhật Hokkaido 1000ml. Ok, hôm nay trời chị đẹp được trời. Hôm nay trời đẹp quá trời. Ok. Chị tưởng là không được. Đón. Fail. Cắt.